Xin chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô là Đặng Thị Niên. Hiện tại cô đang công tác tại trường trung học cơ sở Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Cô rất vui được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em thân mến, trước khi vào tiết học ngày hôm nay thì cô mời các em sẽ quan sát một số hình ảnh sau. Một số hình ảnh về môi trường và thiên nhiên hoang dã. Đây là một số hình ảnh phản ánh cái thực trạng của một số khu vực trên thế giới. Vậy câu hỏi đặt ra đối với chúng ta đó là: chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường và thiên nhiên hoang dã? Để trả lời câu hỏi này thì cô mời các em sẽ cùng cô nghiên cứu bài ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay đó là khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Các em lưu ý, đối với chương trình hiện hành thì đó chính là bài 59 khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Và ở đây đó là sách giáo khoa trang 178. Còn đối với những em học theo mô hình trường học mới, đó là chính là chủ đề số 10, bài 32 bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Ở đây là đó là sách khoa học tự nhiên 8, sách hướng dẫn học trang 201. Còn bây giờ thì cô mời các em sẽ cùng cô nghiên cứu bài ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay đó là khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Ở đây thì chúng ta cần làm rõ 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, đó là ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Nội dung số 2, cô và các em cần làm rõ đó chính là làm rõ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên. Nội dung số 3, đó là vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Vậy thì để làm rõ 3 nội dung này thì cô mời các em sẽ nghiên cứu từng nội dung một. Trước hết vào nội dung đầu tiên. Nội dung thứ nhất đó là ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Để tìm ra được ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã thì cô mời các em sẽ theo dõi một số hình ảnh sau. Vậy thông qua những hình ảnh là những gợi ý của cô thì cô mời các em sẽ trả lời cho cô câu hỏi. Câu hỏi ở đây đó là vì sao phải khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã? Cô mời các em trả lời cho cô câu hỏi đầu tiên. Ở đây thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này đó là vì môi trường và thiên nhiên hoang dã đang bị suy thoái. Và cụ thể là chúng ta có thể quan sát ở một số hình ảnh mà cô giáo đã gợi ý cho các em. Tiếp theo câu hỏi số 2, cô giáo mời các em làm cho cô câu hỏi số 2. Đó là vì sao gìn giữ thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái? Theo các em thì vì sao nhỉ? Ở đây chúng ta hiểu gìn giữ thiên nhiên hoang dã đó chính là bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng. Thứ hai, khi mà chúng ta thấy là gìn giữ thiên nhiên hoang dã, đó chính là tránh được ô nhiễm và cạn kiệt nguồn tài nguyên. Như vậy đấy thì chúng ta sẽ lý giải như vậy. Thế vậy thì ở đây là thông qua hai câu hỏi của cô giáo cũng đồng thời cũng là hai gợi ý. Các em hãy suy nghĩ trả lời cho cô câu hỏi. Vậy thì ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã ở đây là gì? Cô giáo mời các em suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi. Cô giáo nhắc lại câu hỏi, đó là ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã là gì? Tức là chúng ta sẽ chỉ ra ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Cô giáo mời các em cùng suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi. Thì ở đây, chúng ta thấy là ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã có hai ý nghĩa. Các em cần hiểu được đó là có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó là bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng. Cái ý nghĩa số 2 đó là duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiễm và cạn kiệt nguồn tài nguyên. Như vậy là hai ý nghĩa này thì các em phải hiểu được.
khi mà chúng ta thực hiện khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Vậy thì khi mà chúng ta đã hiểu được cái ý nghĩa của cái việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã rồi, vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là có những biện pháp cụ thể nào để chúng ta bảo vệ thiên nhiên? Và để trả lời câu hỏi này thì cô mời các em sẽ chuyển sang phần số 2. Đó là các biện pháp bảo vệ thiên nhiên. Ở trong phần này chúng ta sẽ có hai nội dung kiến thức. Và trước tiên thì cô mời các em sẽ nghiên cứu cho cô nội dung kiến thức đầu tiên. Đó là bảo vệ tài nguyên sinh vật. Ở đây thì chúng ta thấy là có một số cái biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Cô giáo mời các em sẽ quan sát lên màn hình. Biện pháp đầu tiên ở đây đó là bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn. Biện pháp số 2 đó là xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia. Biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã thứ 3 mà chúng ta kể đến ở đây đó là không săn bắt động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật. Còn biện pháp thứ 4 đó là ứng dụng công nghệ sinh học. Biện pháp thứ 5 ở đây đó là trồng cây, cây rừng. Như vậy thì cô và các em đã biết đến 5 biện pháp để bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Vậy câu hỏi đặt ra cho các em đó là tại sao chúng ta phải thực hiện biện pháp này? Cô giáo mời các em sẽ trả lời cho cô câu hỏi là tại sao chúng ta phải thực hiện những biện pháp này? Và cụ thể là chúng ta có 5 biện pháp ở đây. Như vậy là mỗi bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Và bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi kiểm tra lại xem là câu trả lời của mình đã đúng chưa. Thứ nhất là biện pháp bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn. Ở đây chúng ta thấy ví dụ như là rừng già ở khu vực Tây Bắc hay là rừng đầu nguồn ở Thủy Điện Thác Bà. Thế thì ở đây chúng ta thấy là bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn. Tức là ở đây chúng ta thấy là khi mà thực hiện biện pháp này đó là góp phần hạn chế được thiên tai, lũ lụt, hạn hán. Từ đó thì có thể bảo vệ được các loài sinh vật, đồng thời bảo vệ được môi trường sống của chúng. Tiếp theo cô và các em sẽ tìm hiểu biện pháp số 2. Đó là xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia. Thế thì ở đây chúng ta có thể lấy ví dụ như là vườn quốc gia Cúc Phương hay là vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Về khu bảo tồn, ví dụ như chúng ta có thể lấy ví dụ đây là khu bảo tồn Bà Nà hoặc là khu bảo tồn Sơn Trà. Ngoài ra thì còn rất nhiều các vườn quốc gia và khu bảo tồn nữa thì các em có thể lấy thêm các ví dụ khác. Thế thì ở đây chúng ta đấy là biện pháp mà xây dựng các khu bảo tồn và vườn quốc gia. Thì mục đích ở đây đó là bảo vệ các loài sinh vật hoang dã. Đấy là biện pháp của chúng ta thực hiện và đem lại đó là để bảo vệ các loài sinh vật. Đặc biệt là các loài sinh vật hoang dã. Ở đây tiếp theo đó là biện pháp số 3. Đó là không săn bắt động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật. Thế thì ở đây chúng ta thấy là nghiêm cấm với những hành vi sử dụng này, săn bắt này, giết hại những động vật hoang dã. Và nếu như những cái cá nhân nào vi phạm thì sẽ bị xử lý trước pháp luật. Thì đây là cái hành động mà chúng ta thấy là ngăn cấm. Và ở đây tiếp theo là biện pháp ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Cái việc mà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và nhân giống vô tính để bảo tồn một số loại giống, giống cây quý, ví dụ như một số loài phong lan rừng. Biện pháp cuối cùng trong bảo vệ thiên nhiên hoang dã mà chúng ta kể đến ở đây đó là tích cực trồng cây gây rừng. Thế thì đây là một số cái hình ảnh mà chúng ta thấy là người dân đang tích cực trồng cây gây rừng. Thì cái biện pháp này chúng ta thấy đó chính là tạo ra cái môi trường sống cho các loài sinh vật. Như vậy thì thông qua phần bài tập, thông qua câu hỏi của cô, chúng ta tổng hợp lại các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Đó là, chúng ta nhớ ở đây đó là các biện pháp này là các biện pháp chủ yếu. Cụ thể là chúng ta tổng hợp lại các biện pháp. Biện pháp thứ nhất đó là bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn. Biện pháp số 2 đó là xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia để bảo vệ các loài sinh vật hoang dã. Biện pháp số 3 đó là không săn bắt động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật.
Biện pháp thứ tư mà chúng ta kể đến ở đây đó là ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Biện pháp số 5 mà ở đây chúng ta đề cập tới ở đây đó là trồng cây gây rừng để tạo ra môi trường sống cho các loài sinh vật. Như vậy ở đây đó là chúng ta có 5 biện pháp để bảo vệ tài nguyên sinh vật. Và cụ thể ở đây chúng ta nhớ là đây là 5 biện pháp chủ yếu, còn ngoài ra thì có một số biện pháp khác nữa. Thì đề nghị các em là sẽ tìm hiểu thêm và bổ sung vào phần bài làm của mình. Thế thì ở đây chúng ta thấy là trong thực tế, một số hệ sinh thái đang rơi vào tình trạng bị thoái hóa. Vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta bảo vệ, vậy chúng ta sẽ làm thế nào? À, đó là chúng ta sẽ phải cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa. Và để trả lời rõ ràng nhất là các biện pháp gì thì chúng ta sẽ sang phần số 2. Phần số 2 đó là cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa. Vậy thì có những cái biện pháp nào để chúng ta cải tạo hệ sinh thái bị thoái hóa? Cô giáo mời các em sẽ làm cho cô bài tập sau. Bài tập này yêu cầu các em đó là hoàn thiện phần bảng các biện pháp cải tạo hệ sinh thái bị thoái hóa. Và ở đây thì có 5 biện pháp đưa ra để gợi ý cho các em. Và phần việc của các em đó là hoàn thiện phần hiệu quả theo từng biện pháp tương ứng. Tức là cột bên tay phải các em sẽ nhiệm vụ của các em là sẽ phải hoàn thiện. Cụ thể 5 biện pháp ở đây, thứ nhất là đối với những vùng đất trống đồi núi chọc thì việc trồng cây gây rừng là biện pháp chủ yếu và cần thiết. Vậy hiệu quả của nó là gì? Thì đây chính là phần mà các em phải vận dụng kiến thức, vận dụng sự hiểu biết của mình. Tiếp theo biện pháp số 2 đó là tăng cường công tác thủy lợi và tưới tiêu hợp lý. Biện pháp số 3 đó là bón phân hợp lý và hợp vệ sinh. Biện pháp thứ 4 mà chúng ta kể đến ở đây đó là thay đổi các loại cây trồng hợp lý. Biện pháp số 5 đó là chọn giống vật nuôi cây trồng thích hợp và có năng suất cao. Như vậy là có 5 biện pháp là cũng là 5 gợi ý và các em sẽ phải hoàn thiện phần hiệu quả, tức là mỗi biện pháp có hiệu quả gì, mang lại những hiệu quả gì. Cô giáo mời các em sẽ thực hiện bài tập này cho cô. Như vậy là với những sự gợi ý của cô này cùng với sự hiểu biết của mình thì mỗi em đã đưa ra được một cái đáp án của mình rồi. Thế bây giờ chúng ta cùng đi kiểm tra lại xem là các biện pháp này đem lại những hiệu quả gì. Biện pháp thứ nhất này, đối với vùng đất trống đồi núi chọc thì việc trồng cây gây rừng là chủ yếu và cần thiết. Vậy hiệu quả ở đây đó là gì? Thứ nhất, chúng ta thấy hiệu quả ở đây đó là hạn chế được xói mòn, lũ lụt, hạn hán. Tiếp theo, chúng ta thấy hiệu quả nữa đó là tạo ra môi trường sống cho các sinh vật và tăng độ đa dạng của sinh học. Hiệu quả số 3 trong biện pháp này đó là điều hòa khí hậu. Như vậy, biện pháp đầu tiên thì chúng ta thấy là có 3 cái hiệu quả chính. Tiếp theo, biện pháp số 2 đó là tăng cường công tác làm thủy lợi và tưới tiêu hợp lý. Vậy thì cái biện pháp này sẽ đem lại hiệu quả gì? À, đầu tiên, đó là hiệu quả đó là góp phần điều hòa lượng nước, hạn chế lũ lụt, hạn hán. Hiệu quả số 2 chúng ta kể đến ở đây đó là mở rộng diện tích đất trồng và tăng năng suất cây trồng. Thì đây chính là 2 hiệu quả trong biện pháp số 2. Thế còn biện pháp số 3 đó là bón phân hợp lý, vệ sinh. Vậy thì cái biện pháp này sẽ đem lại hiệu quả gì đây? Chúng ta cùng xem nhé. À, ở đây đó là hiệu quả đầu tiên đó là tạo cho đất màu mỡ, phủ xanh những vùng hoang hóa. Hiệu quả số 2 đó là không mang mầm bệnh truyền cho con người và động vật. Hiệu quả số 3 đó là đất không bị cạn kiệt nguồn dinh dưỡng. Nên các em lưu ý về cái biện pháp số 3. Tiếp theo đó là biện pháp số 4. Đó là thay đổi các loại cây trồng hợp lý. Trong biện pháp này thì chúng ta thấy hiệu quả ở đây. Đó là tận dụng được cái hiệu suất sử dụng đất. Thứ hai đó là tăng năng suất cây trồng. Còn đối với biện pháp thứ 5, chúng ta thử xem
Hiệu quả ở đây là gì? Hiệu quả của biện pháp số 5 khi mà chúng ta chọn giống vật nuôi cây trồng thích hợp và có năng suất cao. Đó là hiệu quả mang lại, đó là kinh tế nông nghiệp phát triển. Vậy cô giáo mời các em sẽ đối chiếu lại cái phần bài làm của mình, kiểm tra lại xem mình đã làm được đúng nhiều hay không. Như vậy là qua cái phần bài tập chúng ta hoàn thiện phần bảng thì chúng ta có thể tổng kết lại, đó là các biện pháp cải tạo hệ sinh thái bị thoái hóa gồm có các biện pháp sau. Biện pháp thứ nhất, đó là trồng cây gây rừng ở những vùng đất trống đồi núi chọc. Biện pháp số 2, đó là tăng cường công tác làm thủy lợi và tưới tiêu hợp lý. Đấy là biện pháp số 2. Biện pháp số 3, ở đây đó là bón phân hợp lý và vệ sinh. Biện pháp số 4, đó là thay đổi các loại cây trồng hợp lý. Biện pháp số 5, đó là chọn giống vật nuôi cây trồng thích hợp và có năng suất cao. Thế thì đây cũng chính là một số cái biện pháp chủ yếu thôi. Còn ngoài ra thì chúng ta thấy là cải tạo hệ sinh thái bị thoái hóa thì còn nhiều biện pháp khác nữa. Và các em cũng coi như một phần việc về nhà, thì các em sẽ tìm hiểu thêm và liệt kê thêm các cái biện pháp mà chúng ta thực hiện để cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa. Như vậy thì cô và các em đã tìm hiểu xong các biện pháp cải tạo hệ sinh thái bị thoái hóa này, các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật, đó cũng chính là các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Vậy thì ở đây chúng ta thử liên hệ với bản thân mình là một học sinh, thì cái vai trò của mình trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã là gì? Thì cô giáo mời các em sẽ chuyển sang phần số 3, nội dung kiến thức số 3, đó là vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Thế thì để mà tìm ra được cái vai trò của mình trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã thì cô giáo sẽ mời các em quan sát một số hình ảnh sau. Đó cũng chính là một số gợi ý để các em thực hiện và hoàn thiện cho cô câu hỏi. Cô giáo mời các em sẽ quan sát một số hình ảnh sau. Và một số hình ảnh này đó là một số hoạt động của các bạn học sinh. Vậy thì thông qua những hình ảnh cô gợi ý các em bằng cái kiến thức đã học, bằng những cái kiến thức ngoài thực tế. Các em lưu ý cho cô là vai trò của học sinh được thể hiện trong cái trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Và chúng ta trả lời cái câu hỏi đó là trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã là gì, thì đồng nghĩa đấy cũng thể hiện đó là vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Ở đây thì chúng ta hiểu trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã đó là: thứ nhất, đó là không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh mọi lúc, mọi nơi. Thì ở đây chúng ta thấy là trách nhiệm đầu tiên, đó là việc làm đầu tiên của chúng ta, không vứt rác bừa bãi, tức là chúng ta sẽ phải vứt rác đúng nơi quy định. Và tích cực tham gia vệ sinh, tức là chúng ta sẽ phải thu gom rác đúng nơi quy định. Ở đây thì chúng ta thấy là cái việc làm này, đó là chúng ta sẽ giúp cho việc đó là bảo vệ môi trường trở nên sạch. Và lúc này chúng ta thấy đấy chính là việc bảo vệ được thiên nhiên. Thế còn cái trách nhiệm số 2 ở đây đó là không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Thì trong cái trách nhiệm này thì chúng ta thấy đây chính là chúng ta đang bảo vệ môi trường sống, bảo vệ môi trường sống cho các loài sinh vật và ngay chính con người cũng vậy. Thế còn trách nhiệm số 3 chúng ta kể đến ở đây đó là không săn bắt chim, thú, bảo vệ các loài sinh vật có ích. Thì cái việc làm này chúng ta thấy có một cái ý nghĩa, đó là chúng ta đang bảo vệ các loài sinh vật và chúng ta đang bảo vệ sự đa dạng của các loài sinh vật. Trách nhiệm thứ 4 đó là tuyên truyền cho mọi người cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên. Và cô giáo muốn các em làm rõ cho cô ý cuối cùng về cái trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã, là đó là tuyên truyền cho mọi người cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Thế vậy vì chúng ta thấy là nếu chúng ta là một học sinh thì chúng ta cần phải làm gì
Ở đây chúng ta sẽ có một câu hỏi, cô giáo sẽ có một câu hỏi dành cho các em. Em có thể làm gì để tuyên truyền cho mọi người cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên? Các em lưu ý là chúng ta đang là lứa tuổi học sinh, nhưng trong câu hỏi này thì chúng ta hiểu nó là một học sinh thì chúng ta cần phải làm gì để tuyên truyền cho mọi người cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên? Ở đây thì chúng ta, thứ nhất là trong cái tuyên truyền thì chúng ta phải tuyên truyền cho mọi người về giá trị của thiên nhiên, tức là mọi người sẽ phải hiểu được cái giá trị của thiên nhiên là gì khi mà chúng ta thực hiện đó là bảo vệ thiên nhiên. Thứ hai là mục đích bảo vệ thiên nhiên đem lại đối với con người là gì. Thế và khi mà mọi người hiểu rồi thì chúng ta sẽ đưa ra những lời giải thích. Ví dụ như là khi mà chúng ta giữ gìn môi trường sạch thì đồng nghĩa với việc đó là góp phần đảm bảo cho khỏe của mọi người. Và cái nội dung tuyên truyền số 2, các em có thể giải thích về việc đó là bảo vệ và gìn giữ tài nguyên. Chính đó là chúng ta sẽ để cho thế hệ mai sau có những tài nguyên để chúng ta sử dụng. Thế còn cái nội dung tuyên truyền số 3, đó là khôi phục môi trường thiên nhiên. Khi mà môi trường thiên nhiên đang bị suy thoái thì chúng ta lại phải có những biện pháp để chúng ta khôi phục và trả lại môi trường tự nhiên về những vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó. Thì ở đây có nghĩa là chúng ta đã bảo vệ cái sự đa dạng sinh học. Cái nội dung tuyên truyền số 4 ở đây đó là bảo vệ môi trường, gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Thì cái việc làm này thì chúng ta thấy là có thể góp phần vào việc đó là phát triển du lịch sinh thái. Và cái mô hình phát triển du lịch sinh thái này hiện đang rất phát triển ở một số địa phương. Thì các em có thể nghiên cứu thêm. Như vậy là trong một thời gian rất ngắn thì cô và các em đã nghiên cứu xong nội dung bài ngày hôm nay. Và trong nội dung bài ngày hôm nay thì các em cần đó là hiểu được ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó. Ở đây thì các em cần hiểu được ý nghĩa thứ nhất, đó là bảo vệ các sinh vật và môi trường sống của các loài sinh vật. Ý nghĩa số 2 chúng ta hiểu được ở đây, đó là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiễm và cạn kiệt nguồn tài nguyên. Và đây chính là hai ý nghĩa khi mà chúng ta thực hiện khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Nội dung số 2 các em cần hiểu được đó là các biện pháp bảo vệ thiên nhiên. Thế thì ở đây chúng ta phải hiểu được các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật. Khi mà trong tự nhiên thì một số hệ sinh thái bị thoái hóa thì chúng ta cần phải hiểu được cái cách hay là cái biện pháp cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa. Nội dung số 3 mà các em cần làm rõ và hiểu được đó là vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Và cái nội dung này thì các em cũng lưu ý cho cô. Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã đó chính là được thể hiện qua trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Ở đây thì chúng ta có thể kể đến một số cái hoạt động. Ví dụ như là không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh, không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Thứ ba đó là tuyên truyền cho mọi người cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên. Đây là toàn bộ nội dung bài khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Vậy thì để củng cố lại nội dung kiến thức các em đã tìm hiểu ở phía trên thì cô giáo mời các em làm cho cô hai bài tập sau. Bài tập thứ nhất đó là một bài tập trắc nghiệm và yêu cầu các em là chọn đáp án đúng nhất cho câu hỏi. Nội dung câu hỏi như sau. Để cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa, người ta trồng cây gây rừng để. Ở đây có 4 phương án để các em lựa chọn. Phương án A đó là mở rộng diện tích đất trồng trọt. Phương án B đó là tăng hiệu suất sử dụng đất. Phương án C đó là hạn chế xói mòn, cải tạo khí hậu. Phương án D đó là tăng độ màu mỡ cho đất. Cô giáo mời các em sẽ đưa ra lựa chọn cho mình, chọn câu trả lời đúng nhất. Trong câu hỏi này, đáp án của chúng ta đó là để cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa, người ta trồng cây gây rừng để đó là hạn chế xói mòn và cải tạo được khí hậu. Cô giáo mời các em sẽ làm cho cô câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào không đúng? Các em lưu ý là không đúng nhé. Chúng ta cũng có 4 lựa chọn A, B, C, D. Phương án A này,
việc bảo vệ rừng và cây xanh có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác. Phương án B đó là mọi người, mọi quốc gia đều có trách nhiệm trong việc gìn giữ và cải tạo thiên nhiên. Phương án C, thảm thực vật có tác dụng chống xói mòn đất, giữ ẩm cho đất, cung cấp thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật. Phương án D đó là khôi phục môi trường và cải tạo thiên nhiên chỉ là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Cô giáo mời các em sẽ đưa ra lựa chọn cho mình. Và đáp án trong câu hỏi này đó là phương án D. Ở đây thì chúng ta nhớ là cái trách nhiệm đó là khôi phục môi trường và cải tạo thiên nhiên không phải là trách nhiệm chỉ của cơ quan nhà nước, mà đây là trách nhiệm của mọi người. Mọi người, các em lưu ý như vậy. Chính vì vậy mà phương án D sẽ là phương án không chính xác. Thế thì trước khi kết thúc buổi học ở đây, thì cô giáo mời các em. Mời các em sẽ làm cho cô bài tập 1, 2 vào trong sách và trong vở bài tập của mình. Và ở đây nội dung câu hỏi thứ nhất đó là hãy nêu các biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Nội dung câu hỏi số 2 đó là mỗi học sinh cần phải làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên. Còn yêu cầu số 3 của cô đó là các em sẽ nghiên cứu bài trước, đó là bài bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái. Như vậy là buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Và cô hy vọng với sự hướng dẫn của cô cùng với sự tự giác học tập của các em đã có một buổi học thật bổ ích. Cô chúc các em học tập thật tốt. Xin chào các em.